Xin chào tất cả mọi người nhá. Trung tâm cây giống Tam Đảo hôm nay lại tiếp tục quay trở lại và quay giới thiệu cho mọi người một cái lô cây trà mi của bên trung tâm bên mình nha mọi người nhá. Đấy, thì hiện tại bên trung tâm bên mình đang cung cấp tới mọi người, tới các gia đình, đấy, những ai yêu thích cây hoa, cây cảnh đấy, thì mọi người có thể tham khảo cái dòng cây giống trà mi này nhé mọi người nhé. Đấy, thì hiện tại bên trung tâm bên mình có rất là nhiều các loại giống trà mi nhé. Đấy, điển hình như là trà mi tứ quý này, nhiều nhụy này, đấy, trà mi tứ quý cánh xếp này, đấy, có cả trà thập bát đấy nhé mọi người nhé. Đấy, rất là nhiều các loại trà nhé, đấy, hồng trà, bạch trà, đấy, rất là nhiều. Đây, mình quay điển hình cho mọi người nhé, một số cái cây giống trà mi của bên nhà mình nhé mọi người nhé. Đấy, đây mọi người có thể quan sát này. Đây, đây là những cái cây giống trà mi kích thước khá là lớn rồi. Đấy, thì chiều cao của cây nó phải được khoảng từ 50 cho đến có những cây có thể lên 80, 1 mét rồi nhé mọi người nhé. Đấy, thì hiện tại cái cây giống trà mi của nhà mình thì được chăm sóc và đóng bầu rất là cẩn thận nhé. Cây thì đang phát triển cực kỳ tốt này. Đấy, hiện tại ở vườn thì có một số cây nó đã ra hoa và nụ rồi mọi người ạ. Đây, đây là một cái cây giống mà nó đã có hoa đây mọi người này. Đấy, mọi người thấy không? Đây là hoa của nó nha mọi người nhé. Đấy, đây, đây mọi người thấy không? Đấy, hoa rất là đẹp nhé mọi người nhé. Đấy, dòng này là dòng trà mi tứ quý của bên nhà mình. Đấy, cây thì đang phát triển rất là tốt rồi. Đấy, hầu như là các cây thì đều có nụ, đang có nụ rất là nhiều rồi đấy mọi người. Đây, đấy, đây mọi người thấy không? Đây, nụ rất là nhiều đây mọi người. Đấy, đa phần là các cây giống của bên nhà mình là đều có nụ hết rồi nhá mọi người nhá. Nụ rất là nhiều nhá. Một cây này thì có rất là nhiều nụ. Như đây mọi người có thể thấy đây là một cái gốc này mà nó có phải đến gần 20 nụ đây mọi người. Đấy, đặc tính của cây trà này thì rất là nhiều nụ và được bên nhà vườn, bên nhà mình chăm sóc rất là tốt nên là cây nó phát triển và đang ra nụ và hoa rất là nhiều. Đấy, tầm này mà mọi người lấy về để chơi bắt đầu từ mùa này cho đến Tết là rất là tốt. Đấy, nên là mọi người đang muốn mua cây trà mi để làm cảnh, làm chơi cây hoa. Đấy, để cho sân vườn mình trở nên đẹp hơn hoặc là thẩm mỹ thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm bên mình nhé. Đấy, bên mình sẽ tư vấn thêm chi tiết hơn cho mọi người về cái dòng giống của cây trà mi. Bên mình có rất là nhiều loại nhé. Đấy, trà mi tứ quý này, trà mi hồng trà, bạch trà này, đấy, rất là nhiều các loại trà mi. Đấy, thì cây bên của nhà vườn mình thì bên mình luôn cam kết cây chuẩn giống nhé. Đấy, cây thuần chủng F1. Đấy, nên mọi người yên tâm về chất lượng của sản phẩm nhé. Đấy, của cây giống của bên nhà mình. Đấy, hiện tại thì nhà mình còn đang có khoảng vài chục nghìn vạn cái vài chục vạn cái cây giống trà mi này nhá mọi người nhá. Đấy, có đầy đủ kích thước nhá. Ở đây này có những cây nó rất là cao nhá mọi người nhá. Đấy, có những cây rất là cao rồi. Đây là size từ 50 cho đến 1 mét nhá. Đấy, và cái size mà 20, 30, 15 thì nhà mình cũng có đủ nhá mọi người nhá. Đấy, rất là nhiều đấy mọi người quan sát này. Đấy, đây, đây, rất là nhiều. Mọi người mà cần cái dòng trà mi nào thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, đấy, mình sẽ tư vấn thêm, mình sẽ giải đáp một số thắc mắc của mọi người cũng như là báo giá chi tiết từng loại kích thước nhé. Đấy, mình báo giá cho mọi người chi tiết này, từ lẻ cây cho đến xỉ, hoặc là ai mà cần mua về để làm đại lý bên mình thì bên mình cũng có nhé. Đấy, có chính sách và giá rất là hợp lý để cho mọi người cùng tham khảo nha mọi người nhé. Đấy, đấy, mọi người có thể tham khảo cái vườn giống trà mi của bên trung tâm bên mình này. Cây rất là đẹp rồi. Hiện tại thì cây đã được vào bầu, cây đang phát triển nụ rồi là hoa, lá, đấy, ngọn đang phát triển cực kỳ tốt. Bên cạnh đó thì đóng vào bầu to, đất rất là tốt rồi. Mình chăm bón, bên nhà mình chăm bón cực kỳ là cẩn thận. Đấy, nên là cây dễ cực kỳ khỏe. Mọi người về trồng là đảm bảo sống 100% luôn nha mọi người nhá. Đấy, nên là khi mà mọi người mua giống của bên trung tâm bên mình thì yên tâm về cái chất lượng của cây. Đấy, bên mình còn bảo hành cho mọi người, cam kết là chuẩn giống luôn. Đấy, nên mọi người yên tâm. Đây, mọi người quan sát qua thêm một lượt nữa cây giống trà mi của bên trung tâm bên mình nhé. Nếu mọi người mà đang cần cây giống trà mi để trồng làm cảnh này,
này chơi hoa hoặc là cần làm đại lý mua số lượng lớn thì liên hệ trực tiếp với bên mình. Bên mình sẽ gọi điện và tư vấn chi tiết cụ thể hơn cho mọi người nha. Còn bây giờ thì ở trung tâm bên mình xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người. Và mọi người nhớ là nhấn vào chuông đăng ký nhé, để cập nhật những cái video mới nhất nhé của bên trung tâm bên mình. Khi mà đăng lên YouTube thì mọi người sẽ nhận được thông báo và xem được video mới nhất nhé, để cập nhật và có thêm nhiều kiến thức hay, kiến thức bổ ích về các loại cây giống, từ cây giống lâm nghiệp, cây hoa, cây dược liệu đấy, cho đến rất là nhiều các loại cây giống khác nha mọi người nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người.